เสียงหมอต้นหมอบใช่เอ้าไม้ไม้เซ็ตปลาไอ้หมอบหญิงไอ้Mấy cứu anh đó. Tự là nhận xét về nhân vật mà mình đóng vai. Nó không phải là một từ mà tôi nghĩ là thật không? Ờ, dễ thương, xinh đẹp, như vậy, nhân hậu, và hiền lành, rồi tốt vâng. Anh làm từ làm chân? Dạ không, em mua. Mà mua chỗ có Tín Dũng. Có Tín Dũng là gì? Tin dung ê tụi mình chụp tấm hình đấy. Dạ chụp hình đi chị. Ừ, một hai ba, một hai ba. À, nhân vật yêu thích nhất trong bộ phim tất nhiên là Hằng. Rồi cho giờ tới anh Hằng chơi đi nước gì. Ok rồi. Trời ơi tao vậy á. Mẹ, đàn ông bên đây. Kruchi. Rồi, mày. Và Harry mong muốn team của mình các bạn là mua rất là nhiều nhé.